Thì gồm có 3 cộng một mỡ tức là em thì nó bà xin phép được gửi lời chào, lời cảm ơn của gia đình bà chú Hương và thầy Thường, cũng như là bạn trẻ Phương Nguyên và Mạnh Hùng. Người dẫn chương trình xin được truyền lời cảm ơn và lời chào trân trọng nhất. Xin một tràng tay thật đi ạ. Vâng, cảm ơn toàn thể hội trưởng rất nhiều. Kính thưa quý vị, thưa toàn thể hội trưởng, ca dao Việt Nam có câu rằng: chim thương nhau kết đôi làm tổ, trai gái thương nhau nên vợ thành chồng, đối nhớ nhau đối nhớ mênh mông, ông tư bà nguyệt chị hồng xe duyên. Vâng, tình yêu là đôi cánh thăng hoa cho sự khát vọng say hạnh phúc, và hôn nhân có một phần rời rệt tình yêu đó. Vâng, trên muôn vàn nẻo đường đôi bạn trẻ để đi qua, diệt biệt người mênh mông khoảng khắc đôi bạn trẻ gặp nhau, người ta gọi đó là duyên phận. Cũng chính vì hai chữ duyên phận đã đưa họ nên nghĩa vợ chồng. Và trong giây phút tuyệt đẹp này, trên mảnh đất ba gian tổng điểm của chúng ta, được đôi bạn trẻ lựa chọn để làm lễ đăng quang tình yêu của họ. Và kính thưa quý vị, thưa toàn thể hội trường, trong giây phút này đây, chúng ta là những câu ca dao đã căn dặn chúng ta rằng: vời vời non cao công dữ dục, mênh mông biển rộng đức sinh thành, ân cha lành cao như núi Thái, đức mẹ hiền sâu từ biển khơi, dù cho dương tròn cuộc đời cũng không trả hết ơn người sinh ta. Và câu lao cha mẹ thì được ví bằng trời bằng bề. Và với những lý do đó mà người dẫn chương trình trân trọng kính mời các vị thân sinh phụ mẫu của cô dâu chú rể của những các vị đại diện của họ nhà trai, họ nhà gái là những người đầu tiên hiện diện trên sân khấu này, và cũng xin quý vị một tràng tay thật cho nhà đi ạ. Của chú rể Nguyễn Mai Nhung, về phía họ nhà gái xin được trân trọng kính mời bà chú Hương Võ Thị Thường là người mẹ của cô dâu Phạm Thị Phương Nguyên, và cô Lý là vị đại diện của nhà gái. Mời xin được trân trọng kính mời. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Trước đây người dẫn chương trình xin được trân trọng giới thiệu, đứng ở bên tay trái của người dẫn chương trình là ông Nguyễn Hồng Diên, là người bố của chú rể Nguyễn Mai Nhung. Họ nhà trai đến với chúng ta từ đồi 4 thôn Mộc 10 tháng 3, xã E Bông, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Và đứng ở bên tay trái của người dẫn chương trình là bà chủ hôn Võ Thị Thường, là người mẹ của cô dâu Phạm Thị Phương Nguyên, và các bác đại diện cho gia đình và nhà gái. Và kính thưa quý vị, thưa toàn thể hội trường, cánh cửa thiên đường hạnh phúc của đôi trẻ đã được mở ra. Lúc này cô dâu chú rể đang chờ quý vị một tràng pháo tay thật lớn để tiến ra sân khấu phía ta. Thời gian hạnh phúc bây giờ là đây, hôm nay tháng tốt ngày lành,
chúc mừng đôi trẻ kết thành nhân duyên, trai tài gái sắc thuyền quyên, xứng đôi hợp lửa đẹp duyên trọn đời. Và kính quý vị, thưa toàn thể hội trường, để có giây phút tuyệt vời ngày hôm nay, chúng ta cũng không thể quên đi cái buổi ban đầu lưu luyến ấy, cái buổi vào một đêm trăng sáng trên mảnh đất cao nguyên lầu gió này. Hùng đã nói với Uyên rằng: anh còn son, em cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà. Và Phương Uyên đã bèn lẹ trả lời: ước gì sông rộng một gang, bắt cầu dài ấm để chàng sang chơi. Ước ao ăn được một nhà, ra bào đùng chạm kèo mà nhớ thương. Ước ao chung mẹ chung thầy, đêm trăng chung võng với đầy thủy chung. Và rồi năm tháng trôi qua, họ đã yêu nhau bằng tình yêu của đôi lứa. Hôm nay đây, trong sự thuận hòa của vũ trụ, sự thuận của lòng người và sự hợp pháp của lời hôn nhân, tất cả quý vị chúng ta đang hiện diện nơi đây để dành những tình cảm, dành những lời chúc để chúc phúc cho trong tiệc cưới vui. Và xin quý vị hãy truyền tải lời chúc bằng một tràng tay thật lớn và thật dài đi ạ. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, thưa toàn thể hội trường, đúng là trăng chỉ đẹp vào lúc đêm rộng, bóng con khôn lớn trưởng thành mẹ vui. Và trong niềm vui hơn lớn này, những bậc làm cha làm mẹ, các vị đại diện hoa hồng chắc chắn cũng có những lời nói, những lời phát biểu để căn dặn hai em trong ngày vui hơn lễ, những lời cảm ơn gửi đến toàn thể hội trường. Sau đây xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Hồng Duyên, đại diện cho gia đình ở nhà trai, có đôi lời phát biểu trước. Xin trân trọng kính mời phát biểu hết sức ngắn gọn những lời tình cảm của ông Nguyễn Hồng Duyên, đại diện cho gia đình ở nhà trai. Trong tình cảm khó có lời nhắn lời cảm ơn của bà Trần Tiểu Anh, là người mẹ của chú rể Nguyễn Mạnh Hùng, vì điều kiện đường xa xa xôi, thời gian không cho phép, không hiện diện trước hội trường trong tiệc cưới vui quy của hai con. Vâng, và sau đây xin mời toàn thể hội trường chúng ta sẽ nghe lời đáp từ của những lời phát biểu của gia đình ở nhà gái. Xin được trân trọng kính mời thể hôn trường. Sau quá trình tìm hiểu thương yêu nhau thì và được sự chấp thuận của hai cơ quan và sự đồng ý của hai gia đình, hôm nay thì gia đình chúng tôi là tổ chức buổi lễ vu quy của hai cháu là Mạnh Hùng và Phương Duyên, Phương Nguyên. Không có gì hơn thì thay mặt họ nhà nữ, chúng tôi là cảm ơn bà con hai họ, cảm ơn lãng giềng bên xa trong đôi, cảm ơn bạn bè thân hữu gần xa đã đến chung vui, là chúc mừng cho lễ vô quy của hai con chúng tôi. Thì từ đến giây phút này là coi như là Lương Duyên, Phương Nguyên đã thân là coi như một thành viên gia đình bên Nam, thì cũng không có gì hơn, thì coi như là bên nhà nữ cũng mong ước rằng là về khi bước đầu bước ngự về làm dâu bên nhà Nam thì cũng không tránh khỏi những cái vấp váp về những cái cháu, thì mặc dù người lớn nhưng mà còn trẻ, còn chưa còn vùng quê, do đó cũng mong là bên phía nhà Nam là coi Phương Duyên Uyên như là con đẻ của mình, là bày vẽ thêm cho cháu để cháu trở thành một người dâu thảo và thành một người vừa hiền, để cho là cháu càng ngày càng hạnh phúc. Không có gì hơn thì kính chúc toàn thể hôn đường mạnh khỏe, và xin mời toàn hôn đường ta nâng ly chúc cho đôi hạnh phúc của hai cháu. Vâng, xin cảm ơn lời đáp từ cũng như lời phát biểu của gia đình và nhà gái. Và kể dẫn chương trình của xin truyền lời chúc của toàn thể hội trường đến cho hai họ hai gia đình. Chúc cho tình thống gia của chúng ta được đời đời bền vững. Xin chúc cho hai em Phương Nguyên và Mạnh Hùng được trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và sau đây xin mời cô dâu chú rể chúng ta bước lên trước tháp ly rượu hồng để chúng ta làm cái thương rót rượu hồng trong tình cưới của em. Xin mời bộ phận lễ tân. And me, the sun will shine one day. So
anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em đồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương và con tim rất trung tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi đừng ngại chi em ơi, yêu anh yeah. Người anh yêu